Hôm nay, 122 hành khách và gần 60 nhân viên trên tàu Ambassador Crew đã phải cách ly do F1 có liên quan đến ổ dịch ở Hà Nam. Đại diện Ủy ban Nhân dân thành phố Hạ Long cho biết, qua giả soát, xác định một số trường hợp là F1 liên quan ổ dịch tại tỉnh Hà Nam. Người này là nhân viên bếp trên tàu du lịch nghỉ đêm Ambassador Cruise, số hiệu QN8879, đang trên hải trình đưa gần 60 nhân viên cùng 122 hành khách tham quan Vịnh Hạ Long. Ngay khi tàu về bờ, nhà chức trách đã cử cán bộ y tế đưa trường hợp F1 đi cách ly tập trung, lấy mẫu xét nghiệm COVID-19. Toàn bộ nhân viên phục vụ trên tàu cũng được lấy mẫu xét nghiệm. Trong khi đó, tại Yên Bái đã tiến hành phong tỏa thôn 3B, xã Việt Cường, huyện Trấn Yên trong vòng 15 ngày, tính từ 9 giờ sáng hôm nay do liên quan đến trường hợp nghi nhiễm ở Vĩnh Phúc. Còn tại tỉnh Vĩnh Phúc, nhà chức trách tỉnh này cũng cho biết sẽ xây dựng lộ trình từng bước xét nghiệm người dân trong toàn tỉnh. Trước mắt, Vĩnh Phúc sẽ xét nghiệm cho người dân khu vực có nguy cơ lây nhiễm cao như khu đô thị Đồng Sơn, nơi có quán bar Sunny với 6 ca dương tính, bệnh viện đa khoa khu vực Phúc Yên, tất cả những nơi mà nhóm chuyên gia Trung Quốc nhiễm COVID-19 đã đi qua, các địa chỉ F0 từng đến. Trước đó, trên báo chí xuất hiện những hình ảnh người dân và khách du lịch chủ quan, không tuân thủ các nguyên tắc phòng dịch. Thủ tướng Phạm Minh Chính đã phê bình, nhắc nhở thành phố Đà Nẵng, Bà Rịa Vũng Tàu, Khánh Hòa rút kinh nghiệm, chấn chỉnh tình trạng không tuân thủ 5K, nhất là đeo khẩu trang, giữ khoảng cách nơi công cộng. Công điện của Thủ tướng nêu rõ, ba thành phố gồm thành phố Đà Nẵng, tỉnh Hà Nam, Yên Bái, căn cứ hậu quả xảy ra để kiểm điểm, làm rõ trách nhiệm của tập thể, cá nhân, xử lý theo quy định, kể cả xử lý trách nhiệm hình sự, theo tinh thần khách quan, công bằng, nghiêm minh. Để phòng chống dịch hiệu quả, Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh Bắc Ninh, Bắc Giang, Quảng Nam, Quảng Ngãi, Lâm Đồng, Yên Bái đã có chỉ thị dừng các cơ sở kinh doanh karaoke, bar vũ trường, thậm chí là rạp chiếu phim, sân khấu kịch, ca nhạc, massage xông hơi, điểm kinh doanh trò chơi điện tử và các dịch vụ vỉa hè cũng phải tạm dừng dưới hình thức bán trực tiếp. Sau đây ít phút nữa thì Bộ Y tế cũng sẽ có công bố về ca nhiễm COVID-19 và chiều nay chúng tôi sẽ cập nhật trong phần tiếp theo. Thưa quý vị, như vậy là đến thời điểm này nguy cơ bùng phát lây lan dịch COVID-19 ngoài cộng đồng là rất lớn. Trong khi đó ở ngoài biên giới thì tình hình dịch bệnh cũng đang diễn biến căng thẳng tại các nước như Lào, Campuchia hay Thái Lan. Và điều đáng lo ngại đó là do lo sợ không được cứu chữa kịp thời nếu như mắc bệnh mà vẫn ở các nước này, nên rất nhiều người Việt đang lao động và sinh sống tại Lào, Campuchia đang tìm mọi cách để trở về Việt Nam dù là bất hợp pháp. Các tỉnh biên giới Tây Nam đang phải căng sức để kiểm soát tình hình. Chỉ trong 3 giờ đồng hồ hôm qua mùng 2 tháng 5, lực lượng biên phòng cửa khẩu quốc tế Thường Phước, huyện Hồng Ngự, tỉnh Đồng Tháp đã phát hiện và ngăn chặn 3 vụ người dân Việt Kiều nhập cảnh trái phép từ Campuchia vào nội địa bằng đường sông. Những người này thuộc 5 hộ gia đình với 27 Việt Kiều đi trên 9 phương tiện xuồng máy từ tỉnh Kompong Chenang, Campuchia về Việt Nam. Khi đến thủy phận thuộc xã Thường Phước 1, huyện Hồng Ngự, tỉnh Đồng Tháp thì bị lực lượng biên phòng phát hiện, ngăn chặn và vận động các hộ này quay trở lại nơi sinh sống theo quy định của pháp luật. Cũng hôm qua, tại An Giang, đồn biên phòng cửa khẩu quốc tế Vĩnh Sương, thị xã Tân Châu đã phát hiện và ngăn chặn kịp thời 6 hộ gia đình gồm 28 Việt Kiều sống tại Campuchia đang chuẩn bị vượt biên trái phép vào Việt Nam trên tuyến sông Tiền. Những người này đi trên 14 ghe gỗ và vỏ lãi từ tỉnh Kompong Chiến Nang, Campuchia qua biên giới để nhập cảnh trái phép theo đường sông về Việt Nam. Tổ công tác đã vận động, tuyên truyền, yêu cầu các hộ trên quay trở lại Campuchia tiếp tục sinh sống, đồng thời thông báo cho các lực lượng phía Campuchia, Hội Việt Kiều biết để phối hợp ngăn chặn tình trạng tương tự. Liên tiếp những vụ người nước ngoài nhập cảnh trái phép bị phát hiện trong những ngày qua mang theo nguy cơ cao lây nhiễm dịch bệnh COVID-19 từ ngoài vào đang đặt ra yêu cầu cấp bách về việc tuần tra kiểm soát, ngăn chặn nạn xuất nhập cảnh trái phép, nhất là trên các tuyến biển. Tại tỉnh Cà Mau, những ngày này, hoạt động tuần tra kiểm soát đang được tăng cường bất kể ngày đêm. Các chủ tàu thực hiện nghiêm các quy định phòng chống dịch COVID-19 theo khuyến cáo của Bộ Y tế, nghiêm cấm không được cặp mạn tàu lạ, tàu nước ngoài để chở người nhập cảnh trái phép. Nếu phát hiện có tàu lạ vào vùng biển của Việt Nam, phải nhanh chóng thông báo cho bộ đội biên phòng hoặc chính quyền địa phương gần nhất. Tuyệt đối không được tiếp tay cho các đối tượng móc nối đưa người xuất nhập cảnh trái phép. Đồn biên phòng Bản Lầu, Bộ Chỉ huy Bộ đội biên phòng tỉnh Lào Cai cho biết vừa triệt phá đường dây đưa 200 người xuất nhập cảnh trái phép qua tuyến biên giới Bản Lầu, huyện Mường Khương, tỉnh Lào Cai, bắt giữ có Lý Trừ, từng là thôn đội trưởng. Kẻ này đã tiếp tay cho đường dây đưa 200 người vượt biên xuất nhập cảnh trái phép qua địa bàn.
Ngoài Lý Trừ thì công an còn bắt kẻ cầm đầu là Giàng Mỉ và các đối tượng cùng đường dây gồm Giàng Nhà, Giàng Sang cùng chú xã Bản Lầu. Đường dây này bắt mối với đối tượng Vũ Minh Toàn, 23 tuổi ở xã Minh Đức, huyện Hàm Yên, tỉnh Tuyên Quang, cầm đầu phía Trung Quốc. Mỗi khi có người xuất nhập cảnh qua địa phận xã Bản Lầu, huyện Mường Khương, Lý Trừ, dân tộc Mông, 33 tuổi, ở thôn Na Lốc 1, xã Bản Lầu, sẽ đi trước để kiểm tra đường lối mòn, có thể qua lại hai bên biên giới và đứng ở một vị trí thuận lợi để theo dõi bộ đội biên phòng và hải quan Trung Quốc. Lợi dụng khoảng thời gian buổi tối từ 19 giờ tối hôm trước đến 4 giờ sáng ngày hôm sau, các đối tượng đưa người vượt biên qua lại biên giới. Người nhập cảnh sẽ được đối tượng Vũ Văn Huân lái xe taxi đưa về thành phố Lào Cai. Từ tháng 4 năm 2020 đến tháng 4 năm 2021, đường dây này đã thực hiện cho lọt 91 vụ, đưa đường thành công cho 200 người xuất nhập cảnh trái phép qua biên giới, nhận thù lao từ 600.000 đến 1 triệu đồng mỗi một trường hợp chót lọt. Hà Tĩnh có chiều dài biên giới trên 164 km tiếp giáp với hai tỉnh Bô Ly Khăm Say và Khăm Muộn với nhiều đường mòn lối mở qua lại biên giới. Hơn một năm qua, kể từ khi dịch COVID-19 xuất hiện, Bộ đội Biên phòng Hà Tĩnh vẫn duy trì 25 tổ chốt phòng chống dịch COVID-19 với hơn 350 cán bộ chiến sĩ. Trước diễn biến phức tạp của dịch tại Lào thời điểm này, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng Hà Tĩnh đã quyết định tăng quân, lập thêm chốt, siết chặt quản lý người nhập cảnh qua biên giới Việt-Lào. Vào hôm qua 2 tháng 5, 82 cán bộ chiến sĩ do Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng và Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Hà Tĩnh điều động tăng cường lên biên giới đã đến nhận nhiệm vụ tại các chốt phòng chống COVID-19 ở khu vực cửa khẩu quốc tế Cầu Treo. Cùng ngày tại Nghệ An, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh này cũng bàn giao 66 cán bộ chiến sĩ tăng cường cho các chốt phòng chống dịch COVID-19 ở tuyến biên giới Việt-Lào. Thưa quý vị, Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật Thành phố Hồ Chí Minh (HCDC) vừa thông báo từ ngày 30 tháng 4, Thành phố Hồ Chí Minh sẽ giám sát và cách ly tại nhà trong 14 ngày và xét nghiệm theo quy định đối với người đến từ thôn Quan Nhân, xã Đạo Lý, huyện Lý Nhân, tỉnh Hà Nam, thôn Hoàng Xá, xã Tiền Tiến, huyện Phù Cừ, tỉnh Hưng Yên và khu Trung, xã Việt Hùng, huyện Đông Anh, thành phố Hà Nội. Như chúng tôi cũng đã đưa tin, đây là đều là những thôn mà có chùm ca bệnh COVID-19 đợt này. Trước đó, ngày 7 tháng 4, bệnh nhân 2899 nhập cảnh từ Nhật Bản về Việt Nam trên chuyến bay VG3613 tại sân bay quốc tế Đà Nẵng. Sau khi hoàn thành 14 ngày cách ly tập trung tại Đà Nẵng, ngày 22 tháng 4, anh này về quê nhà ở thôn Quan Nhân, xã Đạo Lý, huyện Lý Nhân, tỉnh Hà Nam, thì bị phát hiện bệnh. Kết quả xét nghiệm ngày 29 tháng 4 cho thấy dương tính với COVID-19. Liên quan đến bệnh nhân này, hiện đã có 14 ca tại Hà Nam, 3 ca tại Hà Nội, 2 ca tại Hưng Yên và 1 ca tại Thành phố Hồ Chí Minh. Thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về việc phòng chống dịch COVID-19, một số trường đại học đã ra thông báo chuyển sang hình thức dạy và học trực tuyến từ sau kỳ nghỉ lễ 30 tháng 4 và mùng 1 tháng 5 để đảm bảo được tiến độ và chất lượng đào tạo trong bối cảnh dịch bệnh căng thẳng. Hiện các trường Đại học Tài nguyên Môi trường, Trường Đại học Công nghệ, Đại học Quốc gia Hà Nội, Trường Đại học Tài chính Ngân hàng Hà Nội đã thông báo tới sinh viên, giảng viên về việc điều chỉnh hình thức giảng dạy học tập từ trực tiếp sang trực tuyến từ ngày 4 tháng 5 cho đến khi có thông báo mới. Đặc biệt, Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Thành phố Hồ Chí Minh có một trường hợp sinh viên là F1. Toàn bộ các giảng viên, sinh viên thuộc đối tượng F2 phải cách ly tại nhà 14 ngày. Trường chuyển sang học trực tuyến từ ngày 4 tháng 5 đến ngày 9 tháng 5. Trước nguy cơ bùng phát dịch COVID-19 lần thứ tư và trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh trong những ngày nghỉ vừa qua, bắt đầu từ thời điểm 17 giờ chiều ngày hôm nay, thành phố Hà Nội sẽ tạm dừng đón khách du lịch ở các khu di tích, cà phê hay là quán trà đá vỉa hè. Vâng, và còn tại thành phố Hồ Chí Minh thì bắt đầu từ 18 giờ hôm nay cũng tạm dừng hoạt động các cơ sở massage, xông hơi, rạp chiếu phim và sân khấu hay là những tiệm game. Như vậy là vào cuối giờ chiều nay, các hoạt động công cộng tại hai thành phố lớn của cả nước thì đã đều bị tạm dừng. Theo đó, thành phố Hà Nội sẽ bị tạm dừng đón khách ở các khu di tích, cà phê, trà đá vỉa hè đến khi có chỉ đạo mới của Ủy ban Nhân dân thành phố. Đối với nhà hàng ăn uống phục vụ trong nhà, yêu cầu thực hiện công tác vệ sinh khử khuẩn, thực hiện giãn cách tối thiểu 1 mét giữa người với người hoặc có tấm chắn giữa các vị trí ngồi. Trường hợp không đáp ứng đầy đủ với công tác phòng chống dịch bệnh theo hướng dẫn của Bộ Y tế, yêu cầu tạm dừng hoạt động cho đến khi đảm bảo công tác phòng chống dịch COVID-19.
Và cũng bắt đầu từ thời điểm này, tại Thành phố Hồ Chí Minh sẽ tạm ngưng các hoạt động tại các cơ sở kinh doanh dịch vụ như là sân khấu ca nhạc, kịch, rạp chiếu phim, massage, xông hơi, điểm kinh doanh trò chơi điện tử cho tới khi có thông báo mới. Tạm dừng hoạt động của công viên văn hóa Đầm Sen 7 ngày để kiểm điểm trách nhiệm vì cho rằng đã tập trung quá đông vào dịp 1 tháng 5 năm 2021. Tạm ngừng tổ chức các hội nghị, hội thảo không cấp bách. Những hội nghị quan trọng đã có kế hoạch tổ chức buộc phải giảm quy mô, số lượng người dự và tuân thủ quy định 5K. Thưa quý vị và các chuyên gia cũng nhận định, làn sóng người dân đang tỏa đi khắp cả nước. Và chiều nay mùng 3 tháng 5, khi nhiều người sẽ quay về các thành phố lớn nên cần phải kiểm soát rất chặt chẽ. Và nếu mà lây nhiễm trong cộng đồng thì có thể nói rằng rất kinh khủng. Vì thế mà lúc này chúng ta cần phải khẩn cấp chống dịch. Vâng, và trước những diễn biến phức tạp của dịch bệnh, nhiều địa phương như Đà Nẵng, Bình Thuận, Lào Cai, Khánh Hòa quyết định dừng các hoạt động tập trung đông người. Tạm dừng một số dịch vụ không thật sự cần thiết như quán bar, karaoke, massage, vũ trường, các quán game kể từ thời điểm 0 giờ ngày hôm nay. Vâng, xin được tiếp tục với một thông tin khác. Sự căng thẳng không kém gì so với Việt Nam trong kỳ nghỉ lớn trong năm tại Trung Quốc. Hàng triệu du khách đã tập trung tại các điểm du lịch trong kỳ nghỉ quốc tế lao động khi mà đất nước hướng tới cuộc sống bình thường sau COVID-19. Một quan chức Bộ Giao thông Vận tải Trung Quốc cho biết nền kinh tế lớn thứ hai thế giới này ghi nhận khoảng 265 triệu lượt di chuyển bằng đường bộ, đường sắt hoặc là đường thủy trong kỳ nghỉ lễ kéo dài 5 ngày. Lần gần nhất Trung Quốc ghi nhận con số này là vào năm 2019, ngay trước khi COVID-19 bùng phát. Tại phần Vạn Lý Trường Thành ở Bát Đạt Lĩnh, hàng nghìn người chen chân tại các lối đi, trong đó nhiều người không đeo khẩu trang. Ban quản lý cho biết vào khoảng 11 giờ, lượng vé đặt trực tuyến là 48,75 nghìn lượt đạt mức giới hạn theo yêu cầu kiểm soát đại dịch. Các danh lam thắng cảnh và khu phố thương mại ở thành phố Cáp Nhĩ Tân, tỉnh Hắc Long Giang, Đông Bắc Trung Quốc chật kín du khách. Điểm tiêm chủng được bố trí tại các khu vực danh lam thắng cảnh để tạo điều kiện cho du khách, người dân tiêm phòng và đảm bảo công tác phòng chống dịch trong dịp lễ. Các thành phố lớn như là thủ đô Bắc Kinh, Thượng Hải và Quảng Châu cũng chứng kiến lượng du khách lớn trong kỳ nghỉ này. Tuy nhiên, giới chức Trung Quốc đã đưa lưu ý thận trọng trước kỳ nghỉ, cảnh báo rằng các điểm tham quan du lịch nên hạn chế lượng du khách và có hệ thống bán vé để kiểm soát dòng người. Du khách cũng sẽ cần đăng ký tại các điểm tham quan và xuất trình mã y tế, một chứng chỉ điện tử trên điện thoại để chứng minh rằng họ không có nguy cơ lây nhiễm cho người khác.